Chào mừng quý anh chị và các bạn đến với chuyên mục tử vi hàng ngày của 12 con giáp trên kênh Lê Lực Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên thay mặt những người làm chương trình xin được gửi tới quý anh chị và các bạn những lời chúc sức khỏe. Chúc quý anh chị và các bạn có những ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Tử vi ngày 22 tháng 2 năm 2020 dương lịch phân tích cụ thể công việc, tình cảm, tiền bạc, căn mệnh của 12 con giáp. Ngày 22 tháng 2 hôm nay, con giáp nào được gặp nhiều may mắn, con giáp nào gặp họa tai ương. Video này sẽ giúp các bạn xem xét mọi các khía cạnh tốt xấu qua cái nội dung dưới đây của chúng tôi. Và trước hết chúng ta cùng tìm hiểu kỹ hơn về cái thông tin của ngày 22 tháng 2 năm 2020 này. Ngày 22 tháng 2 năm 2020 dương lịch là ngày thứ bảy, là ngày 29 tháng 1 năm 2020 âm lịch, ngày Ất Mùi, tháng Mậu Dần và năm Canh Tý. Ngày Hoàng đạo, Ngọc Đường Hoàng đạo, tuổi xung khắc là tuổi Kỷ Sửu, Quý Sửu. Giờ tốt trong ngày, tức là giờ Hoàng đạo là giờ Dần từ 3 cho đến 4 giờ 59 phút, giờ Mão là từ 5 cho đến 6 giờ 59 phút, giờ Tỵ là từ 9 cho đến 10 giờ 59 phút, giờ Thân là từ 15 giờ cho đến 16 giờ 59 phút, giờ Tuất là từ 19 giờ cho đến 20 giờ 59 phút, giờ Hợi là từ 21 giờ cho đến 22 giờ 59 phút. Giờ Hắc đạo, tức là cái giờ xấu trong ngày là giờ Tý, là từ 23 cho đến 0 giờ 59 phút. Giờ Sửu là từ 1 giờ cho đến 2 giờ 59 phút. Giờ Thìn là từ 7 giờ cho đến 8 giờ 59 phút. Giờ Ngọ là từ 11 giờ cho đến 12 giờ 59 phút. Còn giờ Mùi là từ 13 giờ cho đến 14 giờ 59 phút. Giờ Dậu là từ 17 giờ cho đến 18 giờ 59 phút. Hướng tốt là Tây Bắc và hướng Đông Nam. Việc nên làm là lập khế ước giao dịch, động thổ san nền, cầu thầy chữa bệnh, đi săn bắt, tìm bắt trộm cướp. Cái việc kiêng kỵ là xây đắp nền tường. Cái tử vi ngày 22 tháng 2 năm 2020 của 12 con giáp được phân tích và đánh giá qua cái video dưới đây. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về tử vi của từng con giáp một. Trước hết là chúng ta sẽ tìm hiểu về tử vi của tuổi Tý trong ngày 22 tháng 2. Thì tử vi hôm nay của người tuổi Tý, công việc diễn ra hanh thông. Tử vi ngày dự báo bản thân có nhiều cơ hội may mắn trong việc gặp gỡ và kết giao bạn bè mới. Đây là cái thời điểm mà tuổi Tý cần nên tận dụng để học hỏi, cho rồi thêm kiến thức để có bước tiến xa hơn trên con đường công danh sau này. Về tiền bạc, tài lộc, sáng rõ thăng tiến, bản thân không cần phải tốn nhiều công sức nhưng vẫn có thể thu về một cái khoản tiền lời đáng kể. Tình cảm, khởi sắc tốt đẹp, tử vi cho biết người tuổi Tý đang nhận được nhiều cái sự quan tâm và chia sẻ của nửa kia của mình, người độc thân tìm được một nửa yêu thương cũng được dễ dàng hơn. Màu sắc may mắn là màu hồng. Quý nhân phù trợ là tuổi Dậu. Con số may mắn là 5 và 12. Người ta cùng sang tuổi thứ hai, đây là tuổi Sửu. Tử vi hôm nay của người tuổi Sửu, công việc diễn ra tương đối ổn thỏa. Bản thân nên bắt đầu tính tới cái kế hoạch mở rộng các mối quan hệ xã hội của mình. Đây là cái việc cần thiết cho dù phải tốn một cái khoản nhỏ và không cần phải lăn tăn hay suy nghĩ nhiều. Về tiền bạc, tài lộc tăng tiến hanh thông, bản thân có thể an tâm phát triển công danh mà không phải lo ngại nhiều tới tiền bạc trong ngày. Về tình cảm, có thay đổi tích cực thăng tiến, bản thân có được thời gian nên đã dành sự ưu tiên cho gia đình và tình cảm riêng tư nên phần nào có thể làm tăng thêm cảm xúc của mọi người. Tuy nhiên, tình yêu này chỉ được duy trì bền vững khi và chỉ khi có sự cố gắng từ hai phía. Màu sắc may mắn là xanh lá. Quý nhân phù trợ là tuổi Hợi, con số may mắn là 9 và 10. Tiếp theo ta sang tuổi Dần ngày 22 tháng 2 năm 2020. Thì tử vi hôm nay của người tuổi Dần thì công việc diễn ra dễ dàng. Hôm nay dường như không có khó khăn nào có thể ngăn cản được quyết tâm muốn chinh phục đỉnh cao vinh quang của con giáp này. Người tuổi Dần có đủ năng lực cũng như bản lĩnh để tự mình thực hiện và gặt hái những cái thành công. Về tiền bạc tài lộc thì lên xuống thất thường. Bản thân đang có cái dấu hiệu chi tiêu quá đà nên khó kiểm soát được số dư hiện tại.
nên lập ra kế hoạch chi tiêu tiết kiệm là vừa. Vì tình cảm vô cùng thăng hoa, mọi hiểu lầm và mâu thuẫn thời gian trước đó được hóa giải nhanh chóng nhờ thiện ý của những người trong cuộc. Người còn độc thân vẫn có cơ hội tìm được một nửa yêu thương của mình, mặc dù cơ hội không nhiều. Màu sắc may mắn là màu đỏ, quý nhân phù trợ là tuổi Hợi, con số may mắn là 5 và 6. Tiếp theo xin mời quý vị chúng ta cùng tìm hiểu đến con giáp tuổi Mão trong ngày 22 tháng 2 năm 2020 này. Thì tử vi hôm nay, người tuổi Mão công việc diễn ra hanh thông nhờ cái sự tỉnh táo và sáng suốt, lập ra cái chiến lược tài ba trong các cái quyết định quan trọng, đem lại cho con giáp này những cái bước tiến vững chắc trên con đường công danh bổng lộc trong tương lai. Bản thân đang nhận được sự hậu thuẫn lớn từ gia đình nên càng tự tin hơn với sự lựa chọn của mình. Về tiền bạc, tài lộc có vẻ rủi nhiều hơn may, bản thân nên hạn chế tham gia các cái trò đen đỏ cờ bạc may rủi để tránh thất thoát tiền bạc không đáng. Về tình cảm, thuận lợi, chính sự nhanh nhạy, tinh tế trong cách nói chuyện thông minh giúp con giáp này dễ dàng chinh phục được trái tim của người sắt đá nhất. Nhưng bản thân có xu hướng từ chối không ít các cái mối quan hệ chỉ vì chưa đủ rung động. Màu sắc may mắn là màu tím, quý nhân phù trợ là tuổi Tuất, con số may mắn là 4 và 12. Nên tiếp theo, xin mời quý vị chúng ta cùng đến với con giáp tuổi Thìn trong ngày 22 tháng 2 năm 2020. Thì tử vi hôm nay thì người tuổi Thìn công việc diễn ra suôn sẻ nhờ có kế hoạch tỉ mỉ rõ ràng, giúp con giáp này nâng cao đáng kể hiệu quả công việc. Tuy nhiên, bản thân nên mạnh dạn hơn với các cái dự tính mới trong tương lai, vì dù có thất bại thì chúng ta vẫn còn cơ hội để làm lại. Về tiền bạc, tài lộc bình ổn, bản thân tự tin với khả năng kiếm tiền của mình mà không cần phải nghĩ ngợi nhiều tới nỗi lo tài chính. Về tình cảm có chút rắc rối đi xuống do không giữ được sự chủ động cũng như dứt khoát trong các cái mối quan hệ nên dễ vướng vào cái vòng luẩn quẩn. Người độc thân thì chưa buông bỏ được cái nỗi đau trong quá khứ nên khó lòng tìm được cái nửa kia của mình. Màu sắc may mắn là màu đen, quý nhân phù trợ là tuổi Thân và con số may mắn là 7 và 12. Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đến với con giáp tuổi Tỵ trong ngày 22 tháng 2 này. Tử vi hôm nay thì người tuổi Tỵ công việc diễn ra dễ dàng, con giáp này đã nhanh chóng hoàn thành các cái nhiệm vụ được giao và có được khoảng thời gian thư giãn để làm những cái điều mà mình thích. Mọi kế hoạch lập ra trước dù đã đi vào ổn định nhưng song tuyệt đối là không được hạ thấp cái sự hoài nghi cảnh giác của mình, phải luôn luôn đề cao cảnh giác kẻ tiểu nhân phá hoại. Về tiền bạc, tài lộc thăng tiến rõ rệt, nhiều cơ hội kiếm tiền mở ra trước mắt nhưng bản thân cần sự tỉnh táo để không đưa ra các cái quyết định sai lầm làm ảnh hưởng tới tài lộc sau này. Về tình cảm, hài hòa êm đẹp, người có đôi có cặp tuổi Tỵ với nửa kia luôn được dung hòa êm ấm nhờ cái sự nỗ lực vun vén tình cảm được đong đầy yên vui. Người độc thân cũng có được cái cơ hội tìm được nửa kia của mình sau những lần dở dang. Màu sắc may mắn là màu vàng, quý nhân phù trợ là tuổi Sửu và con số may mắn ở đây là con số 2 và 3. Và tiếp theo xin mời quý vị chúng ta cùng tìm hiểu về con giáp tuổi Ngọ trong ngày 22 tháng 2 này. Thì tử vi hôm nay của người tuổi Ngọ công việc diễn ra có chút rắc rối. Các kế hoạch từ trước mặc dù vẫn tiến triển thuận lợi nhưng kết quả chậm chạp không được như mong muốn nên tuổi Ngọ có chút không hài lòng. Hóa ra đây lại là cái điều hay, nó thúc đẩy và củng cố thêm cái động lực cố gắng ở bản thân. Về tiền bạc tài lộc có điểm sáng thăng tiến nhẹ, nhờ có quý nhân phù trợ mà bản thân có thể nhìn ra được các cái cơ hội kiếm tiền mà trong khi người khác chưa kịp nhận ra, tăng khả năng thành công lên rất cao. Về tình cảm, gặp nhiều may mắn êm đẹp, người tuổi Ngọ cảm thấy bản thân vô cùng hạnh phúc khi luôn nhận được sự chia sẻ và đồng cảm từ nửa kia của mình. Với hậu phương vững chắc là người ấy, bản thân có thể an tâm phát triển sự nghiệp. Màu sắc may mắn là màu trắng, quý nhân phù trợ ở đây là tuổi Dần và con số may mắn là 9 và 24. Tiếp theo chúng ta cùng đến với tuổi Mùi trong ngày 22 tháng 2 năm 2020 này. Thì tử vi hôm nay người tuổi Mùi công việc diễn ra ổn định nhờ khả năng thể hiện được cái sự thông minh trong cách ứng xử nên đã tạo được quan hệ rộng rãi với những người xung quanh.
Lúc chẳng may gặp khó khăn thì bản thân cũng không cần quá lo lắng vì đã có người hỗ trợ hết lòng. Về tiền bạc, tài lộc, vượng phát, bản thân hoàn toàn có thể kiểm soát tốt việc chi tiêu của bản thân và có chút bất ngờ với những khoản tiền bất ngờ trong tay. Về tình cảm, gặp nhiều điều vui vẻ hạnh phúc. Trong đời sống hôn nhân, việc hiểu nhầm và xung khắc là điều không thể tránh khỏi. Nhưng sau tất cả thì bản thân và nửa kia đều bỏ qua cho nhau, tình cảm càng thắm thiết hơn. Người độc thân nên tập trung xây dựng sự nghiệp trước mắt thay vì cố đi tìm cái nửa kia của mình. Màu sắc may mắn là màu đỏ, quý nhân phù trợ là tuổi ngọ, con số may mắn là 7 và 10. Tiếp theo xin mời quý vị chúng ta cùng đến với người tuổi thân trong ngày 22 tháng 2 này. Thì tử vi hôm nay của người tuổi thân về công việc diễn ra dễ dàng và tốt đẹp. Những mối đầu tư và hợp tác được người quen giới thiệu đã gặt hái thành công. Ngoài ra, đừng nên nghi ngờ thái quá mà dễ bỏ lỡ đi cơ hội tốt trong tương lai. Để cải thiện sự nghiệp thì bản thân cần phải thay đổi cách tư duy cứng nhắc của mình. Về tiền bạc tài lộc tương đối ổn định, tuy thu nhập không có nhiều nhưng bản thân cũng không đến nỗi túng thiếu, nói chung là vừa đủ. Về tình cảm có tiến triển tốt, chính nhờ sự hài hước và tài ăn nói lém lỉnh, thông minh luôn giúp người tuổi thân tạo được thiện cảm tốt trong mắt những người xung quanh. Tuy có người theo đuổi nhưng dường như bản thân vẫn chưa thực sự ưng ý ai. Màu sắc may mắn là màu cam, quý nhân phù trợ là tuổi Tý và con số may mắn ở đây là 4 và 6. Tiếp theo xin mời quý anh chị chúng ta cùng đến với người tuổi Dậu. Thì tử vi hôm nay của người tuổi Dậu thì công việc diễn ra không dễ dàng do một số biến cố xuất hiện bất ngờ khiến tuổi Dậu ít nhiều phải bận tâm. Tuy chỉ là cái biến cố nhỏ mà thôi, tuy nhiên sau này khi nhìn lại thì bản thân biết rằng trong cái hoàn cảnh đó chỉ cần sáng suốt một chút là đã tìm ra được cách giải quyết hiệu quả. Về tiền bạc, tài lộc có điểm sáng khá tốt, mặc dù thu nhập hiện tại chưa có thay đổi nhiều nhưng bản thân đang từng bước tìm được cái hướng đi mới cho việc kiếm tiền của mình. Về tình cảm vui vẻ, viên mãn, yêu đời, tuổi Dậu và nửa kia của mình may mắn khi nhận được cái sự ủng hộ và yêu thương từ mọi người. Chính cái nền tảng tình cảm vững chắc đó là cái yếu tố quyết định giúp người tuổi này có thêm nhiều cái cảm xúc tuyệt vời hơn. Màu sắc may mắn là màu nâu, quý nhân phù trợ là tuổi Sửu và con số may mắn là 3 và 12. Bây giờ chúng ta cùng đến với người tuổi Tuất trong ngày 22 tháng 2. Tử vi hôm nay của người tuổi Tuất về công việc diễn ra tương đối dễ dàng, hanh thông. Nhờ sự siêng năng và chăm chỉ sẵn có của bản thân đã được đáp trả lại bằng những cái thành công vượt ngoài mong đợi. Đức tính khiêm tốn còn giúp con giáp này không ngừng tiếp thu được những cái kiến thức mới, kinh nghiệm mới phục vụ tốt cho công việc sau này. Về tiền bạc, tài lộc gặp nhiều may mắn tốt đẹp. Tử vi dự báo tuổi Tuất sẽ đón khá nhiều tin vui bất liên quan tới tiền bạc tài chính. Về tình cảm có chút rắc rối nhỏ, bản thân cần thay đổi tính tự tin quá mức thành ra kiêu ngạo làm nhiều người chướng tai gai mắt. Trong mối quan hệ tình cảm, sự bình đẳng là cần ưu tiên nhất. Đừng bao giờ dùng uy quyền để o ép hay là áp đặt lên nửa kia của mình. Màu sắc may mắn là xanh lá, quý nhân phù trợ là tuổi Dần, con giáp may mắn là 7 và 10. Và bây giờ chúng ta cùng đến với con giáp cuối cùng trong 12 con giáp, đấy là con giáp tuổi Hợi. Tử vi hôm nay của người tuổi Hợi, công việc diễn ra có chút biến động, sẽ có một vài khó khăn bất ngờ xảy ra trong công việc, dễ khiến bản thân này nản lòng. Nhưng không sao, vì là tình trạng này kéo dài không được lâu thì đã có quý nhân phù trợ và bồi đắp thêm cho bản thân. Về tiền bạc tài lộc bình ổn, tiến triển nhẹ, các khoản thu nhập đã đem tới sự dư giả, mang lại cho con giáp này cuộc sống thoải mái, không bị vướng bận nhiều về gánh nặng cơm áo gạo tiền. Về tình cảm thì có cái dấu hiệu kém sắc đi xuống, bản thân cần dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, đừng có vùi đầu vào công việc vì nửa kia của mình đang có cảm giác bị bỏ rơi. Tình cảm phải được vun đắp hàng ngày bằng sự quan tâm, chia sẻ, có như thế mới giữ được sự bền lâu. Màu sắc may mắn là màu đen, quý nhân phù trợ là tuổi Sửu và con số may mắn là 4 và 16. Quý anh chị thân mến, trên đây đó là vận trình của 12 con giáp trong ngày 22 tháng 2. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu có bất kỳ băn khoăn hay là muốn tư vấn riêng về tuổi của mình
thì quý anh chị hãy vui lòng ghi rõ dưới đấy lại ở dưới phần bình luận bên dưới của video, và ban biên tập sẽ tư vấn và phản hồi lại các bạn trong thời gian sớm nhất. Hy vọng với nội dung trên đây thì quý anh chị và các bạn sẽ có thêm sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc quý anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, công việc mọi sự hanh thông và mọi việc đều thành công như ý. Thay mặt người làm chương trình, xin được chúc quý anh chị một ngày mới luôn vui vẻ, bình an và gặp nhiều may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.